Giải mã hình thức lừa đảo nhận quà tiếp thị chỉ cần trả tiền ship. Với hình thức mạo danh các đơn vị doanh nghiệp lớn và chiêu trò nhận quà miễn phí chỉ cần trả ship, số tiền thu lại từ việc tặng quà này mang lại ước tính vài tỷ đồng mỗi tháng, trong khi đó khách hàng ngậm đắng nuốt cay khi nhận những cú lừa ngoạn mục. Chi phí mang danh, phí vận chuyển. Ở bài viết trước, nhóm phóng viên Lao Động đã làm rõ những bí ẩn chiêu lừa đảo chỉ tặng không bán. Trong thủ đoạn trên, những tổ chức này tự xưng mình là một công ty trang sức đá quý có tên tuổi, đang liên kết với các đơn vị vận chuyển như Viettel Post, Shopee để tặng chiếc vòng phong thủy với mệnh giá 300.000 đồng. Liệu trên thực tế công ty trang sức đá quý TA có chương trình tặng quà hay tất cả chỉ là cái vỏ để dễ dàng có được niềm tin của những người nhấc máy? Nên theo thông tin của công ty trang sức đá quý TA, chúng tôi đã liên hệ với doanh nghiệp này. Kết quả là nhận được câu trả lời khẳng định không có chương trình tri ân nào, có nghĩa là công ty tự xưng để tặng quà kia là giả mạo. Sau khi tạo được niềm tin cho khách hàng bằng cách mạo danh những đơn vị doanh nghiệp uy tín, những tổ chức này bắt đầu mời chào khách hàng nhận quà dưới vỏ bọc phí vận chuyển, phí quản lý đơn hàng. Nhận thấy giá trị món quà rất lớn mà chỉ cần bỏ ra số tiền tương đối nhỏ để nhận, cùng với uy tín mà bên tặng quà quảng cáo, nên đã không ít khách hàng mất tỉnh táo trước hình thức lừa đảo trắng trợn này. Theo ghi nhận của phóng viên, tuy ở các tỉnh thành khác nhau nhưng phí giao hàng hiện được ấn định là 53.000 đồng một đơn. Một điều vô lý mà khách hàng không nhận ra, bưu điện hay các doanh nghiệp khác hoạt động trên hình thức vận chuyển hàng hóa và thu phí vận chuyển, nếu tri ân mà vẫn lấy phí vận chuyển thì không khác gì hình thức ban đầu. Trên thực tế, phí vận chuyển của bưu điện được tính khác xa mức phí mà các đơn vị tổ chức tặng quà đưa ra. Cụ thể, dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ phù hợp với những khách hàng có yêu cầu cao về thời gian giao hàng, nhu cầu về thời gian của họ cần nhanh chóng, cấp thiết. Bưu phẩm nhẹ với gói hàng dưới 100g chỉ từ 10.000 đến 20.000 đồng. Còn với gói cước vận chuyển thường, mức phí đến 100g còn thấp hơn rất nhiều, chỉ dưới 10.000 đồng. Dễ dàng kiếm tiền tỷ. Nhìn vào bảng giá cước bưu điện VN Sport trên, ở bất cứ tỉnh thành nào trên cả nước, một chiếc vòng nhựa nặng chưa đến 100g, dù chuyển phát nhanh hay chuyển phát thường, thì số tiền phí vận chuyển mà khách hàng phải trả cũng không lên đến 53.000 đồng. Theo như điều tra của phóng viên, cùng lời kể của một nhân viên cũ thuộc đơn vị này, được biết lợi nhuận hàng tháng thu về là một con số khổng lồ. Một ca trung bình làm việc, một người có thể chốt được 50 đơn hàng, mỗi ngày chốt được trung bình 100 đơn. Mỗi cơ sở hoạt động có khoảng 10 nhân viên chăm sóc khách hàng. Chị Nguyễn Thị X, nhân viên từng làm việc này chia sẻ. Đây cũng là mức được hưởng, quản lý cơ sở Giải Phóng Hà Nội chia sẻ. Lúc mới làm, trong buổi sáng mình sẽ chốt được khoảng 15 đến 20 đơn, sau đó tăng dần. Khi vào ổn định, một ca trung bình sẽ chốt được 70 đến 80 đơn. Làm cả ngày sẽ khoảng 80 đến 90 đơn, làm bán thời gian sẽ khoảng 50 đến 60 đơn. Tuy nhiên, đa số các nhân viên làm đều vượt chỉ tiêu. Vậy, với 5 cơ sở hoạt động song song, thì một tháng các công ty này kiếm về lợi nhuận là bao nhiêu? Với tỷ lệ như vậy, theo ước tính trung bình, mỗi tháng một cơ sở sẽ chốt được khoảng 27.000 đơn, nhân với số tiền 53.000 đồng một đơn và nhân với 5 cơ sở hoạt động, số tiền thu về không hề nhỏ. Hiện nay, những tổ chức này không chỉ dừng lại ở chiêu trò lừa đảo tặng vòng tay phong thủy có giá trị. Những công ty này đang dần thay đổi và mở rộng hình thức lừa đảo khách hàng thông qua việc tặng các vật phẩm khác như nước hoa, ví tiền. Hình thức lừa đảo tồn tại đã lâu, nhiều người bị lừa. Những bài viết phản ánh hay cảnh báo trên Facebook được chia sẻ rầm rộ. Vậy nhưng hoạt động này vẫn tồn tại ngang nhiên mà không hề bị sờ gáy. Thậm chí hình thức lừa đảo ngày một tinh vi hơn, với những mặt hàng được chào mời trị giá gần 50 triệu đồng để khách hàng đứng trước nguy cơ mất oan cả 100 triệu. Đáng nói, những tổ chức này còn đang mạo danh nhiều tổ chức nhà nước để tạo niềm tin moi tiền của người dân.